Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất. Đây là tín hiệu vui cho doanh nghiệp đang có nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, để tiếp cận được các khoản vay, trên thực tế vẫn là vấn đề khá nan giải, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm 1-2% một năm lãi suất cho vay. Theo các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Đồng Nai, hiện nay các tổ chức tín dụng vẫn đang ưu tiên triển khai cho vay, đặc biệt là đối với các khoản vay ưu đãi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay phải đáp ứng được các tiêu chí nhất định. Số gói đối với khách hàng doanh nghiệp thì trong thời gian tới thì tôi cũng tin rằng thì BIDV cũng sẽ có nhiều các cái gói để hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Doanh nghiệp thì khách hàng là phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện tín dụng. Cái thứ hai nữa là khách hàng phải có cái phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại cái lợi ích tốt nhất. Còn với cái thứ ba là doanh nghiệp cũng phải nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao cái công tác mà quản trị rủi ro. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Đây là nhóm doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn đang gặp những rào cản lớn về các quy định. Trong đó, tỷ lệ được vay trên giá trị tài sản bảo đảm thấp, khoảng 50-60%. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó tiếp cận vốn vay tín chấp do dự án của doanh nghiệp có tính khả thi thấp, báo cáo tài chính thiếu tin cậy. Mặt khác, doanh nghiệp chưa có kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính từ 3-4 năm. Mọi người luôn luôn nhìn vào doanh thu năm cũ thấp, tại sao bây giờ cái so với cái mức mà hiện tại bây giờ nhu cầu chúng tôi không vay thì lại đem ra so sánh, thì như vậy để doanh nghiệp phát triển thì tôi muốn hỏi tất cả các lãnh đạo ngân hàng, cho vay để phát triển mới hay là cho vay để các anh nhìn vào cái quá khứ doanh thu của doanh nghiệp để các anh đánh giá, trong khi đó hợp đồng doanh nghiệp có, tương lai về cái công việc của người ta có, tại sao mình không suy nghĩ một vấn đề là mình cho vay để phát triển về cái mới và luôn luôn nhìn vào cái doanh thu năm cũ để xử lý cái vấn đề cho vay của doanh nghiệp. Tại Đồng Nai, dự ước đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 388.000 tỷ đồng, tăng 6,75% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay ước đạt 386.500 tỷ đồng, tăng 6,81% so với đầu năm. Chủ yếu tập trung vào các khoản vay ngắn hạn với dư nợ đạt 241.500 tỷ đồng. Thời gian qua, dù các tổ chức tín dụng đang tăng lãi suất huy động, nhưng nhìn chung lãi suất cho vay vẫn ít biến động và đang dao động từ 10,7-13% một năm. Việc Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có các biện pháp để giảm 1-2% lãi suất một năm đang rất được chờ đợi. Những ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp cũng đã được lắng nghe và sẽ có những tháo gỡ về những nút thắt trong cho vay trong thời gian tới. Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cũng đã có các cái chỉ đạo đối với các tổ chức tín dụng trong cái việc là đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, các cái thủ tục cho vay cũng như là ứng dụng cái công nghệ chuyển đổi số hiện nay để minh bạch hóa và công khai các cái gói ưu đãi này để cả hai bên ngân hàng và doanh nghiệp được ngồi chung với nhau và tiếp cận được cái nguồn vốn ưu đãi này. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo từ nay đến cuối năm, lãi suất cho vay cũng chỉ tăng nhẹ bình quân từ 0,25-0,5% một năm. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.